Vâng, chào mừng quý vị trở lại kênh YouTube của Đỗ Tùng Tám nha. Và bây là 10 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2019 đây. Và hiện tôi đang trực tiếp đang cẩu vũ mít và từ trên xe xuống đây. Và mít ta đây. Đấy. Thì nhìn chưa? Máy cẩu đang bắt đầu cẩu xuống bãi vũ của chúng tôi đây. Đấy, cái mít rất là khủng bố, già sân sùi. Mít 100 năm tuổi đấy, thì nó ra nó có u biếu kiểu cái gì nhỉ? Đấy, dùng đấy, đang chuẩn bị để về đóng đồ thờ đấy. Nhìn gốc mít già kìa quý vị. Trên mít già phải. À, mấy cây xin xe kia mới to như trên đáy thùng xe kia. À tôi xuống. À xuống còn dây nữa. À, chúng ta xem mấy cây dây thùng xe này nhá. Rồi. Khủng bố luôn này. À, cây này đường kính là kính này 20, 40, 60 quý vị ạ. À, cây này 20, 40, 60 10 à. Dạ lấy trộn nhưng mà phải chưa đi quay. Dạ được. Đấy. Đỉnh cao luôn đấy. 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 Giả tiếp cỡ luôn đấy. Con cầu mà hay răng. À, quay về con cá không? Đấy, nhìn cái gì nha. Đây, mít to chưa? Trần lõi luôn đấy. Đấy luôn à? Đấy, 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 mít quý vị nha. Đấy, 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 đấy là cái cảnh đấy. Đấy cần ra, đấy cần ra. Đấy cần ra đi nè. Cây với cây thắng 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 là 230 cái nhỉ? Đa số là không cây nào dưới 100 nhỉ? Vâng, được. Nó về chặt luôn, à về chở luôn. Về đường rồi cứ ấy chở luôn. Nhưng mà ra đây trả cho bác nhiều thêm nhiều không? Giờ bao nhiêu thì bác làm được. Loại đấy. Cái gì này cá chia cá trước ra đây thì như bác cái hai tập này. À cái gì cái cẩu lên chia à tức là không tính khối mà tính cái lô đấy vậy. Ờ tính cái lô đấy cũng tính khối mà đi mua mua mà bác mua mua mà bán bao 250 bán cho bác đấy. Thế bác về bác phải đỡ đẵn rồi bác về bác phải đo cụ thể nhá, cụ thể từng cây một đấy. Đây cũng khó lắm bởi vì này hắn cũng như cái loại như này. À. Dài rất là gốc rồi lại ra cái cánh nữa. Nên là mình rất khó không, không mình cho cái cơ bản những cái chủ lực ấy thôi. Cái tầm đó này cái tầm đó. Thì nó dễ. Thấu khối. À. Thấu khối làm được.
thì bác về bác cứ đo thử xem nó chính xác, nó nói thì nói thế nhưng mà liệu nó đúng thế không ạ? Không biết thật chứ. Vâng, thì bác đo lại. Nhưng bác biết chụp ảnh không? Điện thoại có. Hả? Có. Ừ, chụp ảnh không gửi cái cái. Bác thằng Quân chụp ảnh. Được, nó gửi không? Bác cứ đo từng cây đó. Số điện thoại của em đi. Đấy, số đấy. Thì nó dễ, không lúc dại và cái này thì đối với anh em nó mới được chụp. Rồi coi đó từng cây một cái. Đây, thằng cho kích thước á. Đó. Đó. Kích thước bao nhiêu vanh đi. Ờ, bây giờ thì nếu mua khối thì nó khác, còn nếu mua vo thì nó phải thế. Đó là cứ vanh từng cây cho chú luôn rồi chỗ giữa cây và dài. Những khúc chính to hoặc là sao còn những lô cành thì mình cái cấy mà chỉa ra mình chưa cũng tính đến. Vâng, mình cứ tính cái thân nó thôi, thân to. Còn những cái kia mình cũng tính, mình tính cơ sơ. Tính là không cần tính bởi vì hắn nằm trong cây đó. Vâng, cũng ghi cứ ám gọi là cái cây là bao nhiêu vanh rồi. Vâng. Dài bao nhiêu cái thân rồi. Vâng. Nhá, rất là chính xác mà. Vâng, được. Thế. Lô mua được lô mít giả quá các bác ạ, quá giả luôn này. Các bác nào làm đồ thờ thì xin liên hệ ngay nhá, không có là cơ sở đang lô mít giả đẹp khủng bố luôn. Chúng em mua được lô mít này thì quá giá trị luôn các bác ạ. Quay dài gõ không được nhỉ? Hả? À, cái kia, kia cảnh, phần cầu cảnh.